Cả thế giới quay lưng thì đã sao, Bảo Anh vẫn còn rất nhiều người bên cạnh. Mẹ và em gái, thời gian gần đây dư luận đặc biệt quan tâm đến cuộc hôn nhân đổ vỡ của Phạm Quỳnh Anh và đạo diễn Quang Huy. Sau 16 năm yêu và chung sống, cặp đôi đã quyết định đường ai nấy đi trong sự nuối tiếc của nhiều người hâm mộ. Đáng chú ý, nữ ca sĩ Bảo Anh bất ngờ bị vướng vào chuyện ồn ào này. Người ta đồn cô là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh Quang Huy, khiến tình cảm cả hai rạn nứt. Chưa biết thật hư thế nào, nhưng rõ ràng tin đồn này đã làm ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của Bảo Anh và cả gia đình cô. Vì vậy, giọng ca Anh muốn em sống sao đã lên tiếng phủ nhận. Thậm chí, cô còn có những động thái mạnh mẽ để yêu cầu những nơi phát tán tin đồn sai lệch đó phải đính chính lại. Mẹ ruột ca sĩ Bảo Anh, bà Tuyết Hồng cũng đã lên tiếng về sự việc. Bà nhắn gửi những lời đanh thép đến những người đã dùng thủ đoạn hèn hạ để hại con gái. Theo lời bà Tuyết Hồng, đây là một việc làm có chủ đích và gia đình bà biết được kẻ đằng sau đã gây ra sự việc này và rất có thể đó cũng là một người trong giới showbiz. Mẹ Bảo Anh bức xúc, lời đầu tiên tôi xin cảm ơn những ai tin tưởng, yêu thương và lo lắng cho Bảo Anh trong suốt thời gian xảy ra tin đồn thất thiệt. Xin nhắn nhủ tới người dùng thủ đoạn hèn hạ hại con tôi, bạn muốn trở lại và lợi hại thì người thông minh sẽ biết mình đang đứng ở vị trí nào, nên đi tiếp hay dừng lại. Thế giới bạn không trở lại được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tức chứ. Ngay sau đó, em gái Bảo Anh cũng đăng tải status bên vực chị gái. Cô viết, bốn chữ lời người đáng sợ, đâu phải chỉ nói hai chữ hiểu lầm là xóa hết. Tôi nói bạn nghe, karma, đúng nghĩa, thường sẽ không đến liền đâu. Bạn khẩu nghiệp, bạn xúc phạm, bạn hạ thấp danh dự của người khác xuống tận cùng, thì bạn nghĩ đi kết cục của chính mình sẽ như thế nào. Muốn trở lại trong vinh quang thì đừng để người khác thương hại mình. Còn không thì bạn nên biết vị trí mình ở đâu, chứ đừng giở trò dơ bẩn, người đời họ khinh. Và xin thật lòng cảm ơn những người đã tin tưởng và ủng hộ con người yếu đuối, mềm lòng như chị em à. Tình cũ Hồ Quang Hiếu, sự việc bắt đầu ồn ào hơn nhiều khi Phạm Quỳnh Anh lên tiếng xác nhận đạo diễn Quang Huy có mối quan hệ ngoài luồng khi chưa ly hôn vợ. Dù không tiết lộ đích danh tên tuổi của người thứ ba này, nhưng rất đông khán giả đã ra sức đoán già đoán non về danh tính của người này. Trong số đó, Bảo Anh là mỹ nhân đầu tiên bị dân mạng đưa ra đồn đoán. Trước sức ép của dư luận đối với Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu, bạn trai cũ của cô cũng đã lên tiếng bên vực và động viên nữ ca sĩ. Trên trang cá nhân, Hồ Quang Hiếu viết, cây ngay không sợ chết đứng, mong là mọi chuyện không giống như lời đồn. Nhiều khi viết tin bậy bạ không có cơ sở, lại gây ảnh hưởng đến danh dự và sự nghiệp của người ta. Chúc em luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống em nhé. Cách đó ít ngày, chia sẻ trên truyền thông, Hồ Quang Hiếu cũng đã không ngại bên vực người yêu cũ. Theo Hồ Quang Hiếu, đã gọi là tin đồn thì không có căn cứ, cơ sở chính xác để tin, nên đó mãi chỉ là tin đồn do báo lá cải đăng mà thôi. Anh khẳng định chắc chắn không bao giờ có chuyện Bảo Anh là kẻ thứ ba, bởi với một người có cá tính mạnh mẽ, trẻ trung lại xinh đẹp, tài năng và tinh thần vươn lên như Bảo Anh, thì chẳng có cớ gì khiến cô phải cặp kè với Quang Huy. Trước những chia sẻ này của nam ca sĩ, không ít người hâm mộ tỏ ra ngưỡng mộ và khâm phục tình cảm mà Hồ Quang Hiếu dành cho bạn gái cũ. Dù đã đường ai nấy đi, nhưng Hồ Quang Hiếu vẫn luôn dành sự quan tâm và động viên Bảo Anh trước mọi sóng gió cô gặp phải. Đồng nghiệp thân thiết, sau một thời gian dù Bảo Anh lên tiếng phủ nhận tin đồn người thứ ba, chẳng có căn cứ nào, nhưng cộng đồng mạng vẫn cứ bàn tán không ngừng, khiến cho nữ ca sĩ và gia đình cô mệt mỏi, đến mức giọng ca như lời đồn không thể nào giữ im lặng khi sự việc ngày càng đi quá xa. Cô buộc phải lên tiếng để lấy lại danh dự cho mình và người thân. Nữ ca sĩ đã tác thẳng tên Phạm Quỳnh Anh và đạo diễn Quang Huy vào tâm thư của mình. Thậm chí Bảo Anh còn không ngần ngại chia sẻ đoạn tin nhắn giữa cô và nữ ca sĩ họ Phạm để minh oan cho bản thân. Ngay lập tức, hành động này đã khiến người hâm mộ Bảo Anh yên tâm hơn rất nhiều. Ngoài ra, nữ diễn viên Khải Như cũng đã chia sẻ lời bộc bạch của Bảo Anh đi kèm lời nhắn. Một bữa ăn cua thiệt ngon tao hứa, có vẻ như Khải Như cũng rất hài lòng khi thấy người bạn của mình quyết ba mặt một lời làm ra lẽ những tin đồn thất thiệt. Ngoài ra, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ, người anh thân thiết của Bảo Anh cũng đã đứng ra bảo vệ đàn em của mình. Anh động viên Bảo Anh và nhắn nhủ rằng không làm thì không việc gì phải sợ, im lặng những lúc cần thiết, nhưng bị ép vào đường cùng thì phải lên tiếng để bảo vệ lấy bản thân. Có thể thấy dù bị cả thế giới quay lưng, đông đảo cư dân mạng chỉ trích ném đá, nhưng bên cạnh Bảo Anh vẫn còn rất nhiều người tin tưởng ở bên, cùng cô vượt qua những khó khăn hiện tại. Hy vọng những ồn ào xoay quanh câu chuyện hôn nhân đổ vỡ giữa Phạm Quỳnh Anh, Nguyễn Quang Huy sẽ nhanh chóng khép lại. Bởi ai cũng còn cả một con đường dài phía trước. Ngày ấy bây giờ của nam em, từng xinh đẹp mỹ miều là thế, nhưng cứ tăng cân lại xuống sắc khó tin.
Sở hữu combo mặt xinh da trắng, nhưng nam em thực sự lại khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì nhan sắc lên xuống thất thường do tình trạng tăng cân mất kiểm soát. Nam em vốn được biết đến là cô hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long với vóc dáng cân đối cùng chiều cao 1m73, nặng 50kg và số đo 3 vòng, cận số đo 85, 60 và 90. Tuy nhiên, kể từ sau khi Trường Giang Nhã Phương công bố tin kết hôn, nam em đã khiến khán giả sốc toàn tập với vẻ ngoài có phần phì nhiêu hơn xưa. Sở hữu nhan sắc được ví von là bản sao của Hoa hậu Đặng Thu Thảo, thân hình thon gọn, làn da trắng mịn, khuôn mặt khả ái nhẹ nhàng, cùng nụ cười luôn rạng rỡ, nam em xứng đáng được xếp vào hàng mỹ nhân, siêu đẹp của Vbiz. Trước đây, người đẹp sinh năm 1996 được biết đến với làn da trắng như ngọc, khuôn mặt phì lai góc cạnh và thân hình chuẩn người mẫu. Dừng lại ở top 8 cuộc thi Miss Earth 2016, nam em được đánh giá cao về nhan sắc, có thể nhận thấy cô hoàn toàn làm chủ được phong cách thời trang cũng như sắc đẹp của mình. Dung nhan thanh tú thu hút và thần thái lôi cuốn, nam em từng nhận được những lời khen từ rất nhiều người. Nhưng trái hẳn với những mỹ nhân khác được ngày đêm miệt mài tìm mọi cách để mình đẹp hơn, quyến rũ hơn, thì nam em ngày càng chuột dài trên con đường nhan sắc, thứ duy nhất khiến cô tỏa sáng và tự hào. Điển hình từ việc nam em làm mình xấu đi bởi hệ quả của việc tăng cân, điều được xem là tối kỵ đối với những ai mang danh hiệu người đẹp Việt. Và hình ảnh đánh dấu sự tăng cân đỉnh điểm của nam em mà khán giả mãi không quên hẳn là lần xuất hiện ở thảm đỏ đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018. Nam em khiến khán giả ngỡ ngàng vì thân hình béo ú. Bản thân cô cũng không ngại thừa nhận đã tăng 8kg vì ăn ngon ngủ nhiều trong khoảng thời gian nỗ lực lấy lại tinh thần và sức khỏe khi bị sa sút tâm lý. Vì scandal tình cảm với Trường Giang khiến khán giả thất vọng với hình ảnh phát phì, tăng cân thiếu kiểm soát, nam em xin khán giả thời gian để điều chỉnh tập luyện và lấy lại vóc dáng. Không khó để nhận ra nam em tăng cân chóng mặt với thân hình phát phì mũm mĩm, mặt nọng bấm tay to. Dù đã chọn trang phục khéo léo che nhược điểm, thân hình mảnh mai thon gọn của nam em ngày nào giờ đến quay xanh cũng chẳng thấy rộ ra. Vẫn nụ cười rạng rỡ, nhưng gương mặt phát tướng đã khiến đường nét mỹ miều của nam em bị phá nét ít nhiều. Vóc dáng phì nhiêu gây sốc của nam em thật ra sẽ chẳng là vấn đề đem ra bàn cãi xôn xao. Nếu như trong một sự kiện này cô không chọn sai phục trang, khiến hình thể đẩy đà lại được dịp phô diễn hết cỡ. Phần vai u lên toàn thịt, gương mặt cục phát tướng ra trông thấy, đặc biệt là vòng hai kém thon gọn xuất hiện chút mở thừa hai bên. Người đẹp từng thừa nhận đã tăng 8kg trong thời gian nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần sau scandal tình cảm, chính vì việc tăng cân mất kiểm soát khiến người đẹp vướng phải tin đồn mang thai. Không chỉ là vì nam em tăng cân quá đà khiến hình thể mất phơm kém sắc, mà còn vì rất nhiều lần cô trông lạc quẻ với style ăn mặc và trang điểm kém sắc. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến nhan sắc của người đẹp. Dù thân hình vẫn còn nhon mượt, dù làn da vóc dáng vẫn đáng để ngợi khen, nhưng nam em tự biến mình xấu đi trong mắt người khác khi lựa chọn trang phục kém duyên cùng gu trang điểm chẳng tinh tế, khiến trong phút chốc mà bị dìm tả tơi. Ngay sau đó, nam em lên tiếng về hình ảnh tăng cân quá đà, theo đó người đẹp tăng 8kg vì ngủ ngon ăn khỏe. Dù vậy, cô cho biết sẽ tích cực giảm cân vì chuẩn bị dự thi hát. Sau 2 tháng, có vẻ như lời cam đoan của nam em đã thành hiện thực. Trong loạt ảnh được người chị thân thiết với cô Quế Vân đăng tải trên trang cá nhân mới đây, thì cân nặng của nam em có phần cải thiện ít nhiều, nhan sắc của tình cũ Trường Giang cũng vì thế mà được nhận xét là xinh hơn hẳn. Trong bức ảnh chụp toàn thân, khán giả chỉ chú ý đến thân hình thon thả của nam em, dường như người đẹp tích cực kiểm soát cân nặng trong suốt 2 tháng. Tại đám cưới của nam ca sĩ Ân Hoàng Phúc, nam em trông gọn gàng mảnh mai so với thời gian tăng cân không kiểm soát khiến thân hình phát tướng thời gian qua. Những tưởng cân nặng nam em được cải thiện rõ rệt thì mới đây nhất, những hình ảnh nam em tại một sự kiện Hàn Quốc khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì thân hình có phần phát tướng của người đẹp. Có thể thấy trong trang phục áo dài ôm sát cơ thể, nam em để lộ khuyết điểm lớn là vóc dáng không được mảnh khảnh cho lắm. Nam em sang Hàn Quốc biểu diễn thời trang xong sự kiện giao lưu Việt Hàn. Tuy nhiên, vóc dáng kém thon gọn của người đẹp trong tà áo dài là điều khiến nhiều người đặc biệt chú ý. Có thể thấy trong trang phục áo dài ôm sát cơ thể, nam em để lộ khuyết điểm lớn là vóc dáng không được mảnh khảnh. Đại diện nam em từng cho biết vóc dáng của cô thay đổi do tăng cân, chứ không phải có bầu. Dù có phần đẩy đà, nam em vẫn trình diễn tự tin vô cùng cùng dàn chân dài Việt Nam Hàn Quốc. Cùng một người trong một kiểu trang phục, tuy nhiên vóc dáng lại có phần khác rõ rệt. Nhiều người hâm mộ cho rằng người đẹp sẽ phải kiên trì thêm rất nhiều mới có thể lấy lại vóc dáng chuẩn, đáng ngưỡng mộ ngày nào. Có vẻ nam em đang gặp vấn đề cân nặng khi ngoại hình của cô liên tục trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng vì mập mạp lên bất thường,
Bởi trước đó khi xuất hiện tại đám cưới nam ca sĩ Ân Hoàng Phúc, nam em cũng gây bất ngờ khi khoe vóc dáng thon gọn sau khoảng thời gian để lộ thân hình mẫm mỉm. Nhưng chỉ sau 4 ngày, đâu lại vào đấy khi cô lại tăng cân một cách không kiểm soát như vậy. Huỳnh Anh lần đầu tiết lộ lý do quyết không quay lại với Hoàng Anh dù còn yêu mãnh liệt. Hơn một năm sau khi chia tay, mới đây trong cuộc trò chuyện với giới truyền thông, nam diễn viên Huỳnh Anh gây chú ý khi bất ngờ trải lòng về chuyện tình cảm đã qua với Hoàng Anh. Huỳnh Anh và Hoàng Anh từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp và có tình yêu bền nhất Vbiz. 3 năm yêu nhau từ những ngày còn lấp lửng không công khai tình cảm để fan phải đoán già đoán non. Tới những lần tình tứ xuất hiện cùng nhau tại sự kiện hay lên sóng truyền hình, đã có không ít người phải ghen tị với hạnh phúc ngọt ngào mà Huỳnh Anh và Hoàng Anh cùng nhau trải qua. Nhưng sau đó cặp đôi bất ngờ chia tay sau nhiều năm gắn bó khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Theo Hoàng Anh tiết lộ trước đó, cả hai có sự khác biệt trong tính cách nên đã cùng nhau ngồi lại để nói lời chia tay trong hòa bình. Dù đã chia tay nhưng họ vẫn là bạn và hỗ trợ nhau hết mình trong công việc. Sau một thời gian bình tâm, Huỳnh Anh chính thức công khai bạn gái và khoe nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên tình mới. Về phía Hoàng Anh, cô vẫn đi về lẻ bóng, tức bực với công việc và kín tiếng trong vấn đề tình cảm. Hơn một năm sau khi chia tay, mới đây trong cuộc trò chuyện trên báo chí, nam diễn viên Huỳnh Anh bất ngờ trải lòng về chuyện tình cảm đã qua với Hoàng Anh. Huỳnh Anh tiết lộ, vì là người chủ động chia tay nên Hoàng Anh lấy lại cân bằng nhanh hơn anh. Thực ra không phải do tôi lấy lại cân bằng lâu hơn đâu, bởi thời gian sau chia tay, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Mình không thể kiểm soát được tinh thần của mình tốt 100% được. Nếu ai theo dõi tôi sẽ thấy tôi cũng có sự bứt phá những năm qua. Tôi tập trung vào công việc kinh doanh nên không xuất hiện nhiều trong showbiz, Huỳnh Anh bộc bạch. Đồng thời nhắc tới những dòng bình luận mong muốn tái hợp tình cũ, Huỳnh Anh khẳng định anh muốn chủ động cầm trịch cuộc đời mình. Tôi là đàn ông, tôi muốn cầm trịch cuộc đời mình. Tôi không bao giờ muốn một người phụ nữ thích bỏ đi thì bỏ đi, thích quay lại thì quay lại. Bên cạnh đó, Huỳnh Anh cũng không quên chia sẻ chuyện tình cảm với bạn gái mới Y Vân. Soái ca Hà Thành khẳng định không giấu mối quan hệ với người mới, nhưng chỉ muốn để tình cảm ở chế độ riêng tư. Huỳnh Anh cũng tiết lộ, Y Vân là người ở bên động viên dành niềm tin tuyệt đối trong thời điểm anh tuyệt vọng nhất. Vân biết những người bạn của tôi và biết tôi có quan hệ như thế nào với họ. Chúng tôi chủ động chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống, Huỳnh Anh chia sẻ. Được biết, bạn gái mới của Huỳnh Anh đang sinh sống và hoạt động trong lĩnh vực chính trị ở Bỉ. Cô có gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng thon gọn, không thua kém bất kỳ mỹ nhân showbiz nào. Trước đó, khi chia tay Hoàng Anh vào giữa năm 2017, Huỳnh Anh tiết lộ đang tìm hiểu một cô gái đang sinh sống tại Bỉ. Anh cho biết cả hai quen nhau được một năm và chính thức gọi nhau là Honey dù chưa gặp gỡ. Vào đầu tháng 8 vừa qua, bạn gái mới Huỳnh Anh đã về Việt Nam và cặp đôi đã cùng nhau đi du lịch, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.